Mọi ước mơ đều có thể trở thành sự thật nếu như mình thực hiện các bạn nha. Trong thời gian trước, cơ sở Mộc Lam Huy có phát triển một cái mẫu hàng, đó là mẫu Nghê Phượng dòng gỗ hương đá. Đây là một cái dòng sản phẩm mà rất nhiều người yêu thích. Vâng, rất nhiều người yêu thích. Nhưng cái giá trị của các sản phẩm gỗ hương đá thì nó cao, nó lại cả tới sáu mấy bảy mấy 80 mấy triệu một bộ, thì nó là một cái con số khá là lớn đối với nhiều khách hàng mình không đủ khả năng để với tới. Thế nên thì vẫn tiếp tục, đó là cơ sở bên em phát triển cái mẫu hàng này trên chất liệu gỗ tràm bông vàng hàng lõi. Tất nhiên thì cái chất lượng của gỗ tràm bông vàng lõi này so với hương đá thì nó chỉ khoảng 7 trên 10 thôi, nhưng mà cái giá trị của nó thì nó lại rẻ hơn rất nhiều, nó rẻ hơn gấp 4 gấp 5 lần quý anh chị nha. Đó, và hiện tại thì xưởng em đang đục xong phôi của một lô 4 bộ Nghê Phượng và sẽ tiếp tục được làm trên tiêu chuẩn mặt ván chèn, chất liệu gỗ xoan đào và tay nghê. Đó, và với bộ này thì hiện tại xưởng em đang trong quá trình dựng phôi và chưa có làm xong, thì tất nhiên là giá thì bên em chưa thể chính xác tuyệt đối được, nhưng mà nó sẽ chỉ loanh quanh là 20 triệu thôi. Tiêu chuẩn tay rồng thì sẽ dưới 20 triệu và tiêu chuẩn tay nghê bản học kéo thì nó sẽ cao hơn 20 triệu một chút. Đó, và quan trọng thì đó là cái sự đầu tư của mình trên cái sản phẩm này thì vẫn giữ nguyên cái tiêu chuẩn, đó là độ tinh lõi lên đến 99% khi hoàn thiện, và cái độ đục chạm thì cơ sở cho anh em thợ đục theo tiêu chuẩn là đẹp nhất có thể. Tất nhiên thì với gỗ tràm nó chỉ là một cái dòng bình dân thôi. Đó, và dòng tràm lõi thì nó có cái giá trị cao hơn một chút, nhưng mà cái độ đục chạm mà để mà bên em đưa ra làm trên cái sản phẩm này tất nhiên thì nó sẽ phải thỏa mãn được cái đam mê của khách hàng. Đó, tất nhiên thì với một cái khoản tiền mà mình đầu tư ít hơn gấp 4 lần, đúng không ạ, thay vì là 80 triệu đi thì mình mua với tầm 20 triệu thì mình vẫn phải mua được cái nét làm sao mà cho nó ra hồn luôn, chứ không có phải là làm theo kiểu lầm khà lầm khẩm là không có được. Đó, và lô hàng này thì trước mắt quý anh chị đang xem ở đây đó là những cái tầm phôi gọi là còn đang rời rạc nhất, thì do là bên em chưa có làm xong thì quý anh chị sẽ hơi khó để hình dung. Và tất nhiên thì đây là phôi chân này. Đấy, phôi chân thì em cũng cho anh em thợ đục theo đúng nguyên mẫu luôn. Đó, phôi chân rất là đẹp nhá. Cái bộ chân chín móng này nó là một cái bộ chân mà rất nhiều khách hàng đã biết rồi. Đó, thì cái chân này nó không phải là mình làm như vậy không đâu. Đó, mà cái chân này thì mình sẽ phải lọng đi, lọng lấy cái đường cong nha mọi người nhé, lọng lấy đường cong của chân. Đó, và cái chân này lúc như vậy thì nó hoàn thiện xong thì nó mới đẹp được. Đó, vai viết tất cả vẫn được giữ nguyên cho một cái tiêu chuẩn dày. Vâng ạ, và với cơ sở Mộc Nam Huy thì có thể cho rằng đây là một cái hướng đi, theo như em cảm giác thì đây là một hướng đi rất là đúng luôn. Từ khi mà bên em phát triển cái dòng gỗ tràm bông vàng lõi trên tất cả các sản phẩm luôn, từ bàn ghế salon này, cho tới tủ áo này và cho tới cả giường nữa, thì và sắp tới sẽ có cả sập nha quý anh chị nhá, sắp tới có cả sập nữa, thì có thể nói rằng là khách hàng ủng hộ cơ sở bên em rất là nhiều. Thì như mọi người biết rằng là cái cây tràm bông vàng ấy, đó là một cái dòng cây rất là chất lượng mà giá tốt đó, và lại đã là vậy thì lại còn ít người làm nữa. Đó, ít người làm đó là bởi vì là nếu mà làm cái hàng tràm lõi này mà đi gọi là so sánh với hàng chấm lai ấy, thì nó lại không địch lại được, bởi vì cái giá nó cao đó, cho nên là nhiều người họ không có dám làm. Với cái thứ hai đó là cái cây tràm bông vàng lõi này nó là một cái dòng cây không có nhiều quý anh chị nhá, cái này nó là phải nói rõ luôn này, nó không phải là như tràm lai nhá, tràm lai là nó tràn lan luôn, mua ở đâu cũng có, nhưng mà cây tràm lõi này rất là hiếm nhá. Đó, hiếm ở đây không phải là hiếm theo kiểu mà nó quý đâu, nhưng mà nó ở cái chỗ đó là không phải là cái lô cây nào anh chị về nó cũng có cây to, và anh chị không phải là đi muốn tìm được cây to là có đâu. Đó, như anh chị xem đây, em cưa một loạt cây để đóng thành lô này sẽ đóng thành giường và phía đằng sau làm tủ này. Đấy, hoặc quý anh chị có thể ra đây xem với Mộc Lam Huy là xem những cái bộ phôi mà bên nhầm cưa nó như nào nhá. Đó, những cái chân to như vậy quý anh chị thấy không ạ, độ tinh lõi hoàn hảo. Đó, và để ra được cái sản phẩm đẹp thì tất nhiên là mình sẽ phải bắt buộc là phải đi tìm và phải chọn mua được cái phôi, phải có gỗ thì mới đóng được, đúng không ạ? Ở bên ngoài đây mọi người xem những cái cây mà em cưa này, đây là những cái cây rất to. Đấy, những cái cây này phải nói với quý anh chị là nhiều khi
Cứ bảo là tràm lai với tràm tràm bung vàng ấy, nhiều khi bảo là đắt hơn nhau trên một sản phẩm nó là bao nhiêu, là như vậy đó. Phía bên này cũng vậy đó, những cái phôi rất là lớn để mà có thể ra được những cái sản phẩm đẹp ấy, thì bắt buộc cái mức độ đầu tư của mình nó là như vậy. Thế nên là tại sao mà mỗi lần em lên video ấy, mỗi lần em ra cái sản phẩm mới, rất nhiều khách hàng yêu thích và rất nhiều khách hàng ủng hộ. Và em thì em chưa biết được rằng là với cái mẫu nghệ phượng này quý anh chị sẽ cảm thấy như thế nào. Nhưng mà sắp tới thì bên em sẽ lại còn dựng thêm mẫu nữa, chứ không có thể là dừng lại ở từng đây mẫu đâu. Sẽ còn làm thêm rất là nhiều mẫu để đa dạng thêm sự lựa chọn cho quý anh chị. Vâng, quý anh chị cảm thấy như thế nào về sản phẩm này, cũng như là về cái cách làm của bên em? Giá thì luôn luôn là công khai tại xưởng, nhưng mà nó phải xong thì mới báo được. Và là bộ ghế này đó, thì quý anh chị cùng cho cơ sở xin những ý kiến bình luận về cái sản phẩm, về cách làm của cơ sở em. Ở đây thì cơ sở trực tiếp làm và bán cho khách tiêu dùng luôn. Lưu ý bên em không cung cấp sỉ, không bán sỉ, để các anh em có buôn bán thông cảm nhé. Mộc Lan Vy không bán sỉ, chỉ bán lẻ cho khách tiêu dùng, trực tiếp làm và bán cho khách tiêu dùng luôn. Cho nên là giá là công khai cho cả giá khách tốt nhất luôn, và đảm bảo có những sản phẩm quý anh chị không thể tìm thấy tại cơ sở khác. Vâng, Mộc Lan Vy xin chào và hẹn gặp lại.